Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều ngày thứ 6 rồi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình của mình thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Đây chính là chiếc xe Vios bản G màu vàng cát ạ. Đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chiếc xe được sản xuất năm 2016 ạ. Và chiếc xe này thì tôi nói thật với quý vị và các bạn, chắc chắn là không có tìm được chiếc xe nào nó đẹp bằng đâu ạ. Vì tất cả nó là còn nguyên bản hết ạ và rất là đẹp ạ. Đây quý vị và các bạn cùng xem phiên bản 2016. Ở cái phiên bản 2016 nó có hai loại động cơ ạ. Đầu năm 2016 là động cơ gọi là máy cũ đấy ạ. Còn về cuối 2016 như chiếc này thì đã là máy mới rồi. Động cơ đua VVTi tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và cam kết chiếc xe này là còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản, không tai nạn. Máy là máy mới, máy đua VVTi rồi. Và quý vị các bạn xem ạ, nó còn rất mới, không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Tất cả là còn rất mới và là còn nguyên bản ạ. Và còn chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Sơn zin cả xe còn rất là nhiều đấy ạ. Sơn zin ở trên xe này còn rất là nhiều. Vì chiếc xe này chủ xe đi rất giữ gìn ạ, đi cẩn thận ạ, mới chạy có 5.4 km thôi. À 4.4 km thôi, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Đây quý vị các bạn có thể xem qua về cái, tôi quay cho quý vị các bạn cái lốp của xe đấy ạ. La răng thì còn rất là mới ạ. Lốp là sản xuất ở tuần 29 năm 2016 đấy ạ. Và dàn lốp này là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết, zin cả cái dàn lốp này. Và cái lốp này còn rất là dày ạ. Quý vị và các bạn chạy thoải mái 4-5 vạn nữa không phải thay lốp đâu ạ. Tất cả nó còn rất là mới, đẹp ạ. Tôi quay vào cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tất cả là còn rất là mới đấy ạ. Quý vị và các bạn nhìn cái vô lăng này thì quý vị các bạn cũng đã biết ạ. Lốp zin còn theo xe, lốp còn nguyên bản theo xe. Và cái đồng hồ của nó cũng còn zin hết ạ. Tất cả là còn zin và còn rất là đẹp ạ. Vô lăng quý vị các bạn xem đây. Xem đây thì quý vị các bạn biết ngay được nó chạy nhiều hay chạy ít. Để tôi bật cái đồng hồ này lên cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây đồng hồ chính xác của nó là chạy được 4.4 km ạ. Và cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn luôn ạ. Không có tua, không có quay đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết. Vì chiếc xe này nó còn quá mới, nó chạy quá ít cho nên là không thể tua về hơn được nữa. Nếu như tua về nữa thì quý vị các bạn không thể tin được ạ. Vì chiếc xe này nó đẹp quá, tất cả còn đẹp và còn rất là mới, chạy rất là ít ạ. Tất cả những chiếc xe Vios thì thường ở những cái phiên bản E thì chạy rất là nhiều, có những chiếc còn chạy dịch vụ. Nhưng ở cái phiên bản G này thì phần lớn là toàn tư nhân chạy, cá nhân chạy, không tham gia chạy dịch vụ, cho nên nó còn được rất là đẹp ạ. Tất nhiên là cũng có phiên bản G chạy dịch vụ nhưng cái số lượng nó rất là ít ạ. Chủ yếu là bản E thì chạy dịch vụ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2016 đấy. Đấy, tem là 2016, tức là sản xuất năm 2016 trên sổ luôn đấy, chứ không phải là model hay là gì cả đâu. Sản xuất luôn ạ, tắp đi cửa thì còn rất là đẹp ạ, tất cả còn rất là đẹp, rất là mới ạ. So với đời 2016 thì rất ít xe có thể đẹp bằng được chiếc xe này đã. Nói thật sự với quý vị các bạn, tất cả nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Vì ở cái phiên bản G thì chiếc xe này đã được đầy đủ đồ rồi. Nếu như ở cái phiên bản E thì phải làm cái nội thất này lên nội thất da, chứ phiên bản G thì đã có nội thất da hết rồi. Cho nên là đây là cái phiên bản nội thất là nguyên bản theo xe đấy ạ. Tất cả nguyên bản của nhà sản xuất đấy ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn muốn mua chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đấy quý vị các bạn xem này, dàn lốp nguyên bản theo xe đẹp như thế này, la răng còn chưa xước xác gì cả, tất cả còn như mới luôn đấy ạ. Màu này là màu vàng cát đấy quý vị các bạn ạ. Mà tất cả nó còn zin nguyên bản theo xe cho nên là nó còn đẹp cực luôn ạ. Và chiếc xe này chưa có xước xát thì chưa phải sơn lại, sơn zin theo xe đấy ạ. Tất cả còn nguyên cho nên là nó đẹp cực đấy ạ. Cho nên là quý vị các bạn xem là nó chỉ bị thiếu mỗi cái chữ G thôi, Vios G, nhưng mà bị mất chữ G rồi. Cho nên là không biết là chiếc xe này đã lắp lên đầy đủ cảm biến lùi rồi ạ.
đầy đủ hết rồi. Và cái nước sơn của nó thì quý vị các bạn xem qua để thấy đẹp, tất cả còn rất bóng bẩy, nền rất là căng, vì cái sơn nguyên bản còn zin theo xe ạ, chưa phải sơn lại, cho nên là cái nền của nó rất là đẹp ạ. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương, gương gập điện, tất cả còn rất là đều xe và rất là đẹp, vì chủ xe mới chạy có 4.4 km thôi. 4 năm trời mà mới chạy 4.4 km thì thực ra thì mỗi 1 năm mới chạy có 1.1 km thôi. Cho nên là chiếc xe này nó còn rất là đẹp. Ốc cabo đây ạ. Ốc cabo còn nguyên, chưa có vết tháo. Ốc cabo, keo chỉ cabo, tất cả là còn nguyên bản. Là chúng tôi cam kết chiếc xe này nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Với những chiếc xe Toyota bản thân của nó cũng đã bền bỉ rồi. Có những chiếc xe chạy đến 40 vạn chưa vấn đề gì cả, 450 vạn máy móc chưa phải làm cái gì cả. Thì chiếc xe này 4 vạn thì thưa với quý vị và các bạn, nó không khác gì cái xe mới ạ. Động cơ thì đua VVTi, động cơ tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. So với phiên bản đời trước nó thì nó chỉ là động cơ VVTi thôi. Như ở cuối năm 2016 này thì Toyota đã thay đổi về cái phần động cơ, đã lên tăng áp cho cái động cơ này, đó là động cơ đua VVTi, rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ, đi thì rất là bốc. Đấy, quý vị các bạn xem cái động cơ này nó khác nào một cái động cơ vừa mới xuất xưởng không ạ? Tất cả còn rất là mới, đèn đóm rất là sáng bóng, đèn đã là đèn bi rồi đấy ạ, rất là mới. Vậy nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi, và chúng tôi có hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.